Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều qua sách bài tập. Rồi trước hết là các em mở sách bài tập. Tập 1 trang 20. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 53-54 của bài 6. Ở đây bài nó hơi dài cho nên thầy giáo chia làm nhiều video để các em tiện theo dõi. Thì các em có thể theo dõi toàn bộ video về sách bài tập môn toán lớp 6 chương trình sách cánh diều, cũng như là sách giáo khoa, sách bài tập của chương trình môn toán lớp 6 sách mới được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 53. Một cầu thủ sinh năm 19AB tính đến năm 2019 thì cầu thủ đó có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Đến năm 2021 thì cầu thủ đó bao nhiêu tuổi? Rồi như vậy là chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Tính đến năm 2019 thì cầu thủ đó có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Có nghĩa là như thế nào? Trước hết là tính đến năm 2019 thì cầu thủ này bao nhiêu tuổi? Các em tính bằng cách nào? Các em tính bằng cách là lấy năm 2019, các em trừ đi năm sinh, tức là trừ đi 19AB. Trừ đi 19AB. Ở đây các em lưu ý là khi người ta dùng chữ cái mà thay thế cho chữ số thì chúng ta phải viết dấu gạch ngang ở trên đầu, thể hiện đây là số chứ không phải là chữ nha. Rồi để tính tuổi của cầu thủ đó đến năm 2019 thì các em lấy năm 2019 các em trừ đi năm sinh, tức là trừ đi 19AB. Thì nó bằng tổng các chữ số của năm sinh. Số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Năm sinh là 19AB. Vậy các em tính tổng các chữ số, tức là lấy 1 cộng 9 cộng A và cộng B. Ở đây các em lấy 1 cộng 9 bằng 10. Tiếp theo là các em cộng với A và cộng với B. Đến đây để thuận tiện thì các em sẽ đưa phép trừ này về phép cộng. Cách để chúng ta đưa phép trừ về phép cộng như sau. Các em biết là số bị trừ thì bằng hiệu cộng với số trừ. Ở đây 2019 là số bị trừ. Bằng hiệu. Hiệu là 10 cộng A cộng B. Cộng với số trừ. Số trừ ở đây chính là số 19AB. Vậy các em cộng với 19AB. Được chưa? Rồi tiếp theo này. 10 cộng A cộng B để nguyên này. 19AB. Số này các em phân tích thành tổng là 1900 cộng với bao nhiêu? Số này các em đọc là 1900 A chục B đơn vị, đúng không? 1900 A chục B đơn vị thì sẽ bằng 1900 cộng với A chục, tức là cộng A nhân 10. Hay nói cách khác là cộng với 10A. Và cộng với B đơn vị. Được chưa? Đến đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đến đây thì các em sẽ lấy 10 này
10 kem nhóm với 1900. Ở đây thầy giáo làm tắt luôn cho nó gọn nha. 10 cộng với 1900 thì bằng bao nhiêu? Bằng 1910. Rồi. A mà cộng với 10A thì bằng bao nhiêu? Các em lấy A nhóm với 10A. Lấy những số hạng có tính chất giống nhau, các em nhóm với nhau. Tức là số các em nhóm với số này. Rồi A các em nhóm với A này. B các em nhóm với B này. Thì A cộng với 10A tức là bằng 11A. Các em hiểu là một chiếc bánh mà cộng với 10 chiếc bánh thì bằng 11 chiếc bánh. Được chưa? A nó giống như là chiếc bánh, bằng 11 chiếc bánh. Tương tự này, B cộng với B bằng 2B. Rồi đến đây thì các em làm như thế nào? Ta thấy vế bên trái có 2019, vế bên phải có 1910. Như vậy là các em sẽ tách 2019 ra, xem nó bằng 1910 cộng với bao nhiêu. Các em tách 2019 thì bằng 1910 cộng với bao nhiêu? Cộng với 109 đúng không? Cộng với 109. Rồi vế bên phải thì các em vẫn cứ để nguyên thôi. Lúc này chúng ta nhận thấy là cả vế bên phải và vế bên trái đều có số 1910. Hai vế đang bằng nhau. Nếu chúng ta cùng bớt đi hai vế, một số 1910 thì hai vế vẫn bằng nhau. Đúng không? Vế bên trái lúc này là còn 109 và vế bên phải lúc này còn là 11A cộng 2B. Rồi các em ghi nhớ nha, nếu chúng ta cùng bớt đi ở cả hai vế một số tự nhiên thì hai vế đó vẫn bằng nhau. Lúc này các em có thể viết ngược lại là 11A cộng 2B thì bằng 109. Đến đây các em xử lý như thế nào? Các em biết A, B chính là các chữ số, các chữ số của một số. Như vậy AB thì nó chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 thôi. AB chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 thôi. Ta xét trường hợp thứ nhất là nếu A bằng 9. Và trường hợp thứ hai là nếu A nhỏ hơn 9. Được chưa? Trường hợp thứ nhất là nếu A bằng 9. Thì các em thay vào thôi. 11 nhân A. Lúc này là 11 nhân 9. Cộng với 2 nhân B bằng 109. 11 nhân 9 thì bằng 99. Cộng với 2 nhân B bằng 109. Đến đây để tìm B thì trước hết là các em phải tìm 2B bằng bao nhiêu trước. 2B nó đóng vai trò là số hạng trong phép cộng này. 99 là số hạng này. 2B là số hạng này. Và 109 là tổng này. Muốn tìm 2B tức là các em tìm số hạng. Thì các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng còn lại. Tức là 2B bằng tổng là 109. Các em trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 99. Thì bằng bao nhiêu? À, bằng 10. 2 nhân B bằng 10. Vậy các em suy ra B bằng bao nhiêu? B ở đây chính là thừa số này. 2 là thừa số, B là thừa số. 10 là tích. Thừa số thì bằng tích chia cho thừa số kia. B là thừa số thì B bằng tích là 10. Các em chia cho thừa số kia tức là chia cho 2. 10 chia 2 bằng 5, vậy B bằng 5. Nếu A bằng 9 thì các em tìm được B bằng 5.
Và ta tìm được năm sinh của cầu thủ là 19AB, tức là 1995. Được chưa? Còn trường hợp nếu A bé hơn 9 thì sao? A bé hơn 9 thì các em có thể viết là A bé hơn hoặc bằng 8. Bé hơn hoặc bằng 8 tức là các em lấy từ 8 trở xuống. Từ 8 trở xuống đến 0. Nếu A bé hơn hoặc bằng 8 thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Ở đây chúng ta có 11 nhân A này, đúng không? 11 nhân A và là 2 nhân B. Thì A bé hơn hoặc bằng 8. Bây giờ các em nhân cả hai vế này với số 11. Vế bên trái là 11 nhân A, vế bên phải là 11 nhân 8. Thì 11 nhân 8 bằng 88. Ta có 11 nhân A sẽ bé hơn hoặc bằng 88. Bé hơn hoặc bằng 88. Ở đây các em hiểu như sau. Số 4 bé hơn số 5. Bây giờ ta có 3 nhân 4 thì vẫn bé hơn là 3 nhân 5. Được chưa? Các em nhân cả hai vế với số 3 thì dấu nó vẫn giữ nguyên. Cái dấu so sánh này nó vẫn giữ nguyên chiều. 4 bé hơn 5 thì 3 nhân 4 sẽ bé hơn 3 nhân 5. Ở đây A bé hơn hoặc bằng 8 thì 11 nhân A sẽ bé hơn hoặc bằng 11 nhân 8. Tức là 11 nhân A sẽ bé hơn hoặc bằng 88. Các em tìm được 11 nhân A bé hơn hoặc bằng 88 rồi. Bây giờ các em tìm tiếp là 2 nhân B. Do số B là chữ số. Ở đây để thuận tiện thì các em gọi chỗ này là 1. Do B là chữ số cho nên B nó chỉ nhận các giá trị từ 9 trở xuống 0 thôi. Tức là từ 0 đến 9. B bé hơn hoặc bằng 9. Bé hơn hoặc bằng là các em lấy cả số 9 nha. B bé hơn hoặc bằng 9 thì tương tự như chỗ này. Bây giờ các em nhân cả hai vế với số 2 để chúng ta có 2B. B bé hơn hoặc bằng 9 thì 2 nhân B sẽ bé hơn hoặc bằng 2 nhân 9. Tức là bé hơn 18, bé hơn hoặc bằng 18. Và để thuận tiện thì các em gọi chỗ này là 2. Bây giờ các em cộng cả hai vế của 1 và 2 vào. Mục đích là các em sẽ đưa về 11A cộng 2B. Thì ta có 11A cộng 2B. Cộng hai vế của 1 và 2. Vế bên trái là 11A cộng với 2B. Sẽ bé hơn hoặc bằng. Vế bên phải là 88 cộng với 18. Ở đây các em lưu ý này, chúng ta có thể viết được như thế này là các em áp dụng tính chất này. Số 5 bé hơn số 6, số 8 bé hơn số 9. Nếu các em cộng cả hai vế vào thì 5 cộng 8 sẽ bé hơn 6 cộng 9, đúng không? 13 bé hơn 15 là đúng rồi. Thì ở đây các em cũng làm như vậy. Các em cộng cả hai vế của 1 và 2 vào. Thì lúc này là 88 cộng với 18 bằng bao nhiêu? Bằng 106. Ta suy ra 11 nhân A cộng với 2 nhân B bé hơn hoặc bằng 106. Mà ở đây chúng ta có 11A cộng 2B lại bằng 109. Đúng không? Cái số 106 này nó còn bé hơn số 109. Tức là 11 nhân A cộng 2B nó bé hơn số 109 chứ không thể bằng 109 được. Mà ở đây nói bằng 109 là vô lý. Được chưa? Tức là với trường hợp là A từ 8 trở xuống thì cái đẳng thức này nó không xảy ra. Cái dấu bằng này nó không xảy ra. Tức là ta không thể tìm được B. Ta không thể tìm được B, đúng không?
Vậy chỉ có trường hợp duy nhất là A bằng 9 và B bằng 5. Thì lúc đó là chúng ta tìm được cầu thủ sinh năm là 19AB. Lúc này là 1995. Như vậy là đến năm 2021 thì cầu thủ đó bao nhiêu tuổi? Các em lấy 2021, các em trừ đi năm sinh. 2021 trừ đi 1995 thì bằng 26, tức là 26 tuổi. Rồi tiếp theo là các em sang bài 54. Hai bạn An và Bình cùng đi vào cửa hàng mua sách. Tổng số tiền ban đầu của hai bạn là 106.000 đồng. Bạn An mua hết 52.000 đồng và bạn Bình mua hết 33.000 đồng. Khi đó số tiền còn lại của bạn An gấp 2 lần số tiền còn lại của bạn Bình. Tính số tiền ban đầu của mỗi bạn. Rồi chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Trước hết là các em sẽ tóm tắt bài toán này ra giấy nháp. Người ta không yêu cầu các em tóm tắt, nhưng khi giải một bài toán thì các em nên tóm tắt nội dung chính của bài toán để các em hiểu rõ bài toán. Từ đó là các em sẽ tìm ra phương pháp giải. Ở đây hai bạn An và Bình lúc đầu là có 106.000 đồng. An mua hết là 52.000. Bình mua hết 33.000. Số tiền còn lại là An gấp 2 lần của Bình. Được chưa? Số tiền còn lại là An gấp 2 lần của Bình. Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là tổng số tiền còn lại của An và Bình bằng bao nhiêu? Muốn tính tổng số tiền còn lại của An và Bình thì các em lấy tổng số tiền của hai bạn lúc đầu là bao nhiêu? Là 106.000. Đây là tổng số tiền của hai bạn lúc đầu. Chúng ta trừ đi tổng số tiền mà hai bạn đã mua. Ở đây hai bạn mua 52.000 cộng với 33.000. Đây là tổng số tiền của hai bạn đã mua. Tổng số tiền lúc đầu trừ đi tổng số tiền đã mua thì các em tìm được tổng số tiền còn lại. Tổng số tiền còn lại các em tìm được rồi. Và biết là số tiền còn lại của An gấp 2 lần của Bình. Thì lúc này là các em sẽ đưa bài toán về dạng là tìm hai số khi biết tổng. Khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Tỷ ở đây là An gấp 2 lần Bình thì tỷ số sẽ là của An so với của Bình. Số tiền còn lại của An so với số tiền còn lại của Bình là 2 chia 1. Được chưa? Rồi đây các em tính được là tổng số tiền còn lại của An và Bình là 21.000 đồng. Mà số tiền còn lại của An gấp 2 lần của Bình thì ta có tổng hai số là 21.000 và tỷ số của hai số là 2 chia 1. Cụ thể là chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Sau khi mua sách thì tổng số tiền còn lại của An và Bình là tổng số tiền lúc đầu của hai bạn trừ đi tổng số tiền mà hai bạn đã mua sách. Rồi trước hết là các em lấy 52.000 cộng 33.000 bằng 85.000. 85.000. 106.000 trừ đi 85.000 thì bằng bao nhiêu? Bằng 21.000 đồng. Tổng số tiền còn lại là 21.000 đồng. Số tiền còn lại của Bình gấp 2 lần của An. Vậy lúc này chúng ta sẽ có là tổng bằng 21.000 và tỷ số của hai số là 2 chia 1. 2 chia 1 thì các em có thể hiểu là số tiền của An là 2 phần, còn số tiền của Bình là 1 phần. Rồi như vậy là do số tiền còn lại của An gấp 2 lần số tiền còn lại của Bình, cho nên số tiền còn lại của An là
Ở đây tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số. Thì trước hết là các em lấy tổng hai số là 21.000. Các em chia cho tổng số phần bằng nhau, tức là chia cho 2 cộng 1. Thì đây chính là giá trị của một phần. Ở đây số tiền của An chiếm 2 phần. Vậy các em nhân với 2. Rồi, 2 cộng 1 bằng 3. 21.000 chia 3 thì bằng 7.000. 7.000 nhân với 2 thì bằng 14.000. Đây là số tiền mà An còn lại. Vậy các em dễ dàng tính được số tiền của An lúc đầu bằng cách lấy số tiền còn lại cộng với số tiền đã mua sách. Đã mua là 52, còn lại là 14. 14 cộng 52 thì lúc đầu An có 66.000. Muốn biết lúc đầu Bình có bao nhiêu tiền? Muốn biết lúc đầu Bình có bao nhiêu tiền thì các em sẽ lấy tổng số tiền của hai bạn lúc đầu. Các em nhớ là lấy tổng số tiền lúc đầu nha, chứ không phải là sau khi mua sách. Tổng số tiền của hai bạn lúc đầu là 106.000. Các em trừ đi số tiền của An lúc đầu là 66.000. Thì các em tính được kết quả bằng 40.000 đồng. Được chưa? Như vậy là lúc đầu An có 66.000, Bình có 40.000. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Các em có thể theo dõi tiếp video tiếp theo của bài này được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.